Thưa quý vị, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp tháng 5 có những dấu hiệu khởi sắc hơn so với tháng 4. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tính tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tỉnh Long An, chỉ số này đã tăng 1,2%, lũy kế từ đầu năm đến nay là 2,84%. Theo ngành chuyên môn, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An có nhiều chuyển biến tích cực các doanh nghiệp đã khôi phục lại toàn bộ hoạt động và tìm đơn hàng mới để đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng và biến động chính trị trên thế giới, dẫn đến giá xăng dầu tăng, nguồn nguyên liệu đầu vào khan hiếm và tăng cao, làm cho sản xuất bị gián đoạn. Điều này khiến sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa đạt kỳ vọng theo kế hoạch đặt ra.